gió bật đất luôn, cái đế nó đứng ngang đầu mình cũng tiếp cái cây này tàn quá nhỉ, ra tới rồi mình bật nóc nó xuống hành nha. Nó ngã xuống rồi vậy leo nó bò luôn rồi. Ba cái gặp nó lại người Bắc người ta kêu là cây cùm bao, Đông Nam mình kêu cây nhãn lồng. Rông nó ra hết đi. Rông gạt gạt đó. Ốc không à, sợ chút nó lấy mấy cái kia nó cây này nó còn đứng cái lần này sát nách luôn ở
Cái này đúng F1 luôn. Mát được sức không? Đây luôn cái gà chị đó. Sập không? Sập không? Cái đó kìa, ống kìa. Đó được rồi. Rông đúc. Rông mấy cánh dưới đó rồi. Được rồi, vậy đi, vô cắt nguyên lóng luôn, nó có gì cẩu kéo vô. Hả? lẳng quẳng ngoài đó chứ đâu. Rồi vô xả nhánh này bấm là hai lóng nữa vô luôn được rồi. Thà mình để dài diện hơi cẩu vô cái nó mình kéo vô nó dễ biết không? Để mất cắt ngắn mất công vớt từ khúc nó lâu. Không còn nóc trơn luôn. Ông kìa thấy không? Ừ. Bấm ngang đi, hơi cấu vô luôn. Dạ. Kéo nguyên tàn vô đây mới bài bãi này dễ mà. Bấm đây luôn nè anh. Ừ. Máy này cứng này trời. Sơ kêu máy phải. Đó, tìm rồi thấy không? Tìm rồi đó. Rồi vô đi nữa cái gì, Hải nó lấy cái máy lớn nó mới cắt cái mình cẩu vô. Rồi Hải nữa nó xử lý mấy cái tật bự nè. Ok.
dọn cái gốc cho trống đi. Giờ để anh Hải lại xử lý cái gốc lớn luôn mà. Gốc này khủng lắm, khủng. Lần đầu mình quay cây nó ngã xuống đè luôn nha. Cái gốc nó chóc gốc gì nè. Nguyên về đất luôn. Bứng nguyên gốc luôn. Nắp nữa nè. Đây kìa. Hải, một là cắt đây. Hải lấy cái máy ít tin và tấm hài xuống anh đoạn khúc kìa nha. Nó đứt rồi, đứt rồi. Đứt rồi. Nó còn cái nạn dưới á. Vậy cắt cái lóng vô giò đó hả ơi. Không không, gông cái bên đây nè, bỏ cái nhánh bên đây nè. Trời.
dùng đây, dùng cổ bỏ dây kia kìa. Đúng ngoài kia được không? Dạ. Sao mình không cắt đứt cái cây này đi rồi mình nói lôi cái cây vô? Thì cắt đi, cắt đi, cắt đi hả? Thì cắt đứt cái đó là gì đâu? Thì út lấy cọng dây buộc cái đó sẵn đi để không có công mò.
lên bộ ơi, sát xuống nữa là không được, sát rồi, trời vậy là quý lắm rồi, lên bộ ơi, bộ cậu ơi, tiếp bộ ơi, tiếp 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 rồi, kéo hơi nó qua đây nè, kéo cái đó lên mắt nữa tươi. Từ từ, đưa ra nó cái này cái tổ này sợ lắm. Không không cục đó, nó kêu cục đó, cái cục đó nó rồi. Siêu ngang mới được. Bắt cái đầu lên thì hay quá giờ. Anh lên gì trời. Nó không nổi rồi. Nó chưa đứt chứ không? Đứt rồi ấy, nó sụp rồi. Làm như nó còn cái nhặn bên đây không Út? Không. Đó bây giờ tôi nói ông nghe nè, ông bật cái đọt. Về ra cái đọt. Ra cái đọt luôn á, nó muốn bật lên. Đứt rồi, tại mấy đồ giấy đó. Nhưng xe lên. Kéo lên luôn đi. Kéo lên luôn đi vậy. Cái này không có dầu thổi nữa. Dạ, chú ơi, bà, ở chú tôi. Rồi, ông nội ơi. Nói gì vậy? Nó bị lúng á. Ủa, hồ, nổi lên không? Bay bụi luôn. Góc dưới nó hoành khoảng 100, ủa, khoảng 201 luôn. Còn trên này không là khoảng 106. Cây này không biết nó ngã rồi lúc nào nữa, nó lột da trời. Mình xuống đó mình quen không được luôn, tại nó nằm ngay cái rìa nha. Để mình xâm cái góc. Em lên dặn luôn được không? Góc đó. Khủng gì? Cực kỳ khủng luôn nha. Rồi, còn cẩu thêm miếng nhỏ đây nữa là xong luôn. Hết biết cái góc rồi. Xuống ngò cái lấy cọng dây buộc lại. Cái kiếm cái cọng dây, hãy kiếm cọng dây cho nó buộc chằng chằng vô đó luôn. Nếu anh đi vậy á. Lấy cọng dây ông á đi giục ông á. Kiếm cọng dây diện được với thời buộc vô cái được rồi. Ôi, xe nó vinh luôn mà. Ghê gớm không? Rồi. Ủa gạt xuống liền đâu không nổi á, ông kẹp á. Biết cái góc rồi, rửa vai các bạn nhé. Đưa cây cái mưa xong. Không. Khô da gì mà lá nó cũng còn tư hết à. Hay á. Chuyện cái thằng nó khô cho mà cái lá này nãy còn tư á.
rồi, xong nha. Kết thúc clip này đây nha, hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye các bạn nha.